Phát biểu tại buổi lễ, bà Phạm Thị Thanh Hường, trưởng ban văn hóa, văn phòng UNESCO tại Hà Nội cho biết, sau 3 tháng phát động cuộc thi, ban tổ chức đã nhận được hơn 2.000 bức ảnh của hàng trăm nhiếp ảnh gia từ khắp mọi miền đất nước, thể hiện sự lan tỏa rộng rãi trong việc chia sẻ tầm nhìn về đa dạng văn hóa hướng tới bảo tồn di sản. Mỗi một bức ảnh thì nó hơn một vạn lời nói. Chúng tôi tin rằng là cái cuộc thi này thì không chỉ giới hạn ở những cái bức ảnh được giải, mà cái mà chúng tôi cảm thấy thu nhận được nhiều hơn trong suốt hơn 3 tháng tổ chức cuộc thi đấy là một cái khối lượng ảnh rất là khổng lồ, cả về số lượng và chất lượng của hơn 250 tác giả đến từ 6 quốc gia khác nhau. Mọi người cùng chia sẻ một cái sự trân trọng và cái tình yêu với di sản văn hóa của Việt Nam. Những bức ảnh đạt giải và được trưng bày tại Triển lãm Ảnh nghệ thuật Việt Nam 2020 gây ấn tượng mạnh tới khách tham quan. Triển lãm nhìn chung có một cái chất lượng về ảnh khá là đồng đều. Ảnh thì khá là phân loại theo cái chủ đề hoặc là kiểu phong cách của nó. Một số ảnh thì thuần về tính biểu tượng, một số ảnh thì rất là chú trọng kỹ thuật nhiếp ảnh. Còn một số ảnh thì em thấy rất là hồn nhiên. Ban tổ chức đã trao 3 giải nhất với giá trị 1.000 đô la Mỹ mỗi giải, 10 giải khuyến khích với giá trị 5 triệu đồng cho mỗi giải, và trao giấy chứng nhận danh dự từ UNESCO cho 15 người thắng cuộc.